chia sẻ gửi đến quý vị có tựa đề là tạo phước hay cầu phước. Cho một tràng vỗ tay đi. Thưa với quý vị, khi chúng ta chưa biết Phật pháp, mà chúng tôi tạm gọi là cái từ là chưa biết đạo, thường thì chúng ta đến chùa, chúng ta hay cầu phước, nghĩa là cầu cho mình được cái này cái nọ, về vật chất, sức khỏe, cũng như bình an. Mà chúng ta hay cầu trời khẩn Phật để ban cho mình được điều này điều nọ, mà thường thì chúng ta hay cầu nguyện cho gia đình, cho bản thân, cho thân bằng quyến thuộc. Đó là những người mà chúng tôi tạm gọi là chưa biết đạo. Mà chúng tôi hay dùng cái từ là những người chưa biết đạo. Biết ở đây là thấu hiểu đó, chứ không phải biết đạo của mình đây là đến chùa lại Phật rồi tu vài ba khóa gọi là biết đạo. Không phải, phải thấu hiểu Phật pháp thì cái người đó mới gọi là người biết đạo. Còn những người mà hay đến đây cầu nguyện van xin thì chúng tôi khẳng định 100% những người này chưa biết đạo. Vì những người này, những người mà chưa biết đạo, thường họ đến chùa thì họ hay cầu nguyện cái quả lành, mà chúng tôi thường gọi là khi chưa biết đạo chúng ta thường mơ quả lành. Mơ là gì? Là mong muốn mình được cái quả lành đến với mình, đừng có cái quả ác đến với mình. Thì ở đây xin hỏi quý vị, chứ mình cứ mong ước, mơ ước cái quả lành đến với mình, đừng có cái quả xấu đến với mình, mình mơ ước vậy có được không? Dạ không. Nghiệp thì dĩ thời, nhưng quả thì dĩ dĩ thục. Hiểu cái chữ dĩ thục không? Chúng ta hiểu đơn giản cái chữ dĩ thục là khi quả chín mùi thì nó trổ đến với chúng ta. Nghiệp thì dĩ thời, chúng ta có thể hiểu một cách nôm na rằng là nghiệp thì chúng ta có thể tạo khác cái thời gian. Thí dụ trong quá khứ chúng ta cũng có tạo nghiệp, hiện tại chúng ta tạo nghiệp, và tương lai chúng ta sẽ tạo nghiệp nữa. Hoặc là những cái nghiệp này chúng ta tạo trong những năm trước, hoặc là năm vừa rồi, và cũng có thể là năm sau. Chúng ta có thể họ hiểu đơn giản là nghiệp thì dị thời, tức là tạo khác cái thời điểm, khác cái thời gian. Nhưng mà quả thì phải dị, dị nè, dị thục. Tức là muốn hưởng cái quả thì phải đợi cái quả nó đến thời, thời kỳ, nó chín mùi thì nó mới trổ. Có những người họ mới có làm việc thiện rồi họ cầu mong cái quả trổ liền được không? Xin thưa trả lời là không được. Vì cái quả thì phải chờ cho nó dị thục, nghĩa là nó phải đến thời kỳ chín mùi. Và khi cái quả đến thời kỳ chín mùi rồi thì chúng ta phải nhận cái quả đó, dù là thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp, quả thiện an vui hay là quả ác khổ đau. Cho nên chúng tôi thường hay nói rằng là biết đạo không buồn chuyện thế gian. Hay một cái câu khác là biết đạo không buồn chuyện trái ngang. Những cái chuyện trái ngang, nghịch cảnh, bất lợi đến với mình thì tạm gọi đó là nghiệp, nghiệp bất thiện hay nghiệp ác. Và khi cái nghiệp ác nó đến rồi thì trong kinh Đức Phật Ngài dạy là cho dù bay dút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu không nơi nào thoát, quả sầu đã gieo.
Trở lại đề tài, khi chúng ta chưa biết đạo thì suốt ngày chúng ta chỉ mơ cái quả lành. Hôm nay chúng ta biết đạo rồi thì chúng ta không mơ quả lành nữa, mà chúng ta chỉ mơ cái nhân lành. Quý vị hiểu cái nhân lành không? Tức là mình mơ cái nhân để mà mình làm được việc lành. Thí dụ như mình mong cái ngày mà khóa tu được trở lại để chúng ta đến đây tạo việc lành, chứ không phải là tối ngày cứ ngồi mơ quả lành không, mà mình mơ cái nhân lành, mình mơ cái điều kiện, cái yếu tố, cái nhân để mà mình được làm việc lành, thì gọi là mơ cái nhân lành. Đó là những người đã biết đạo rồi. Thí dụ chưa tu thì buồn vẫn là buồn, tu rồi mới biết nỗi buồn từ tâm. Dạy gì mà buồn chi thâm, thôi thì hãy niệm rầm rầm cả ngày. Niệm Phật diệt tội phước sanh, cho ta an lạc xóa tan nỗi buồn. Vỗ tay đi. Tập trung lắng nghe. Hôm nay quý vị nghe cái bài giảng này rất là hay. Là tạo phước hay là cầu phước? Trước đây mình chưa biết đạo thì mình hay cầu phước, là mơ quả lành. Hôm nay biết đạo rồi thì mình chỉ mơ tạo phước và mơ nhân lành. Hiểu cái ý của cái bài giảng hôm nay chưa? Chưa tu thì buồn vẫn là buồn, tối ngày cái buồn riết à. Mà tu rồi thì biết nỗi buồn từ đâu? Từ tâm. Chưa tu thì sen vẫn là sen, nhưng mà tu rồi mới biết trong sen có bùn. À, cái chỗ này mới quan trọng. Tại sao trong sen có bùn? Là bởi vì lúc mình tu rồi thì mình phải tin vào vô thường. Hãy tin vào vô thường. Vì Đức Phật Ngài dạy thế gian là gì? Là vô thường, là khổ, là vô ngã. Bây giờ mình biết đạo rồi thì hãy tin vào vô thường, rồi ngày mai sẽ khác, lòng sẽ nhẹ nhàng hơn, hoa mọc lên từ rác. Trước đây mình chưa tu thì mình không có tin vào vô thường. Bây giờ mình tu rồi phải tin vào vô thường. Cái người mà tin vào vô thường nó có những cái lợi lạc dữ lắm. Thí dụ mình đang ở trong cái hoàn cảnh khổ, nghịch duyên, khó khăn, nghiệp báo, thì mình tin vào vô thường. Vì sao nè? Vì ngày mai sẽ khác, cái hoàn cảnh nó sẽ thay đổi. Giống như người ta dùng cái từ là sau cơn mưa thì sao? Trời lại sáng. Đúng không nè? Tức là mình tin vào vô thường để thay đổi cái hoàn cảnh của mình. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Không lẽ mình khó khăn tới ba đời sao? Mình phải tin vào vô thường, rồi ngày mai sẽ khác. Ý nghĩa nó như vậy. Lòng sẽ nhẹ nhàng, nhàng hơn. Hoa mọc lên từ đâu nè? Từ rạc. Chưa tu thì hoa vẫn là hoa, tu rồi mới biết hoa này nó có được là từ rạc. Mình thì thường đi ra ngắm hoa, mình ngắm cái hoa đẹp không à. Ít ai ngắm cái rác trong cái đất mà để mà nó nuôi dưỡng cái hoa đâu. Như vậy thì đề tài hôm nay là gì nè? Tạo phước hay là cầu phước? Khi chưa biết đạo chúng ta cầu phước, biết đạo rồi thì chúng ta mơ cái gì? Tạo phước. Cho một tràng vỗ tay, là cái ý này vậy. Khi chưa biết đạo tối ngày mình cứ cầu phước không à. Mà chúng tôi xin báo cho quý vị biết, mình có thể thay đổi cầu mong cái nhân thì được, nhưng mà quả thì không bao giờ thay đổi được. Kể cả Đức Phật, một đấng toàn tri toàn giác, nhưng Ngài không phải là đấng toàn năng. Ngài có những điều không thể chi phối được, trong đó cụ thể như là nhân quả là bất khả tư nghi.
Nhân quả mình không có, Phật không có chi phối được. Phật có bốn điều mà không làm được. Thứ nhất là gì? Nhân quả không thể thay. Theo quý vị, Đức Phật có thay đổi nhân quả được không? Không. Nhân quả là một định lý bất di bất dịch. Hãy làm lành thì có quả lành, làm ác thì có quả khổ. Nó là một cái định lý đương nhiên, hiển nhiên như vậy. Giống như khi bạn đâm đầu vào tường thì cái độ cao của khối u nó tỷ lệ thuận với độ ngù khỏi ốc. Hiểu cái chỗ này không? Hãy ngu càng nhiều thì đâm càng mạnh, mà đâm càng mạnh thì khối u càng cao. Làm ác nhiều thì cái quả xấu nó sẽ trổ ra nhiều. Phật không thể thay đổi được. Thí dụ một cái người mà bất hiếu với cha mẹ, một cái người mà ăn ở ác nhân thất đức, rồi vào trong chùa lại Phật, cầu xin Đức Phật gia hộ độ trì, bảo vệ cho người đó được bình an, thì theo quý vị có được không? Đó, quý vị tự trả lời là không được. Bởi vì nếu mà Đức Phật làm được như vậy, không phải Đức Phật chở che cho cái người đó, mà Đức Phật sẽ trở thành người bào che cho người đó. Phải không nè? Cái người làm ác, ăn ở thì thất nhân thất đức, không phải là người tử tế, gieo toàn là nhân ác không. Cụ thể như ở nhà thì bất kính với cha mẹ, ngược đãi vợ và con, vân vân và vân vân, toàn là chuyện ác quấy không. Rồi cái người đó mới vào chùa cầu Đức Phật chở che cho người đó. Theo quý vị, Đức Phật có chở che không? Đó, Đức Phật mà chở che thì người đời sẽ nói Đức Phật là gì? Bào che. Hiểu từ bào che không? Đó, cho nên hôm nay hiểu được, đến chùa không phải để cầu phước, mà đến chùa để làm gì nè? Tạo phước. Mà muốn tạo phước thì cần phải có cái thân này. Cho nên trong kinh Đức Phật Ngài dạy sanh làm người rất là khó. Có được cái thân người rất là khó. Thân người thì khó được, Phật Pháp thì khó, khó nghe, đúng không nè? Mà hôm nay mình được thân người rồi, rồi Phật Pháp đang nghe nữa, mình chỉ còn con đường là gì? Lo mà tạo phước thôi. Ai ơi cố gắng giữ gìn trần gian là chốn cho mình tiến tu. Giữ cho tâm tánh hòa nhu, đừng nên sân giận công phu lỡ làng. Mình nên tập sống biết đủ tùy duyên. Chính vì mình không biết đủ cho nên mình tranh thủ. Mà mình tranh thủ mà không được cái mình buồn, mình phiền, mình giận. Phải không nè? Cho nên nếu đã biết đời là bể khổ, sao ta cứ làm khổ người ta? Muốn tu thì phải buông ra, càng níu càng kéo đường ma bước vào. Gặp được Phật phải tu mau, vô thường thoáng chốc hồi nào tu đây? Chắp tay con hỏi Phật ơi, sống sao để được thảnh thơi an nhàn? Phật cười khuôn mặt bình an, tu hành sẽ được an nhàn thảnh thơi. Hiểu cái chữ tu hành không? Tu phải hành nha. Tức là tu là phải tạo. Hành là tạo đó. Đạo Phật không phải là cầu sinh, là đạo trở lại chính mình mà thôi. Đạo không lý thuyết đầu môi, nói ra là để đi đòi thực hành. Thắp vỗ tay. Hôm nay chúng tôi muốn quý vị có một cái nhiệm vụ duy nhất. Đó là gì nè? Ngồi lắng nghe và vỗ tay. Nhưng mà vỗ tay phải đúng lúc à.
Giống như ở ngoài nghệ thuật thì nó có cái gọi là văn hóa nghệ thuật cải lương đó quý vị. Là khi nghệ sĩ người ta lên một câu giọng cổ thì lúc đó không được vỗ tay. Đợi lúc người ta vừa hết câu giọng cổ mà xuống xề thì lúc đó mới là vỗ tay. Thấy không nè? Chứ ta đang lên cái vỗ tay cái nó téo ngoè. Nó không đúng lúc. Mà cái gì mà đúng lúc nó hợp thời á, nó phát huy tác dụng cao lắm. Thí dụ một câu nghe, thì chúng tôi lên câu giọng cổ rồi quý vị coi lúc nào vỗ tay nghe. Ai nức nở quỳ bên chánh điện, khi chuông chùa đã điểm tiếng công phu. Tín nữ ơi, nguyên nhân gì nàng muốn đi tu? Vui kinh kệ mà quen mùi khổ hạnh. Nhưng tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả? Bởi làn phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã giác ngộ hay dần a dướng nợ trần, người đi tu vì chán mùi chung đình, hay vì cảm thấy cuộc đời là hô thầm nghìn sâu, hay vì một chút giận hờn ghen tức khổ đau mà tính nữ định mượn cửa thiền môn để chôn lấp mạch sầu đau và phôi pha nỗi niềm đau khổ. Sáng này nó hết hơi à. Như vậy thì những cái tiếng vỗ tay mà nó đúng lúc, nó hợp thời thì nó sẽ phát huy tác dụng. Hôm nay quý vị làm một cái nhiệm vụ là vỗ tay cho giảng sư giảng. Thứ nhất là quý vị đỡ bị hôn trầm thụy miên. Hiểu cái từ đó không? Đỡ cái cảm giác hôn trầm thụy miên là giả dượi, mệt mỏi và buồn ngủ. Hay bây giờ nghe pháp á, là một cái trở ngại lớn nhất cho cái người nghe pháp là gì quý vị biết không? Ngồi thụ động, im ru bà rù. Đây là cơ hội lớn nhất cho cái hôn trầm thụy miên nó xâm nhập vô mình. Có nhiều người nói thầy ơi con nghe pháp sao mà con buồn ngủ dữ lắm. Mà trong kinh Đức Phật Ngài dạy hôn trầm thụy miên là một cái trở ngại pháp, hay là một chướng ngại pháp, được gọi cái tên là triền cái. Cái pháp này nó có cái tác dụng là ngăn che cái trí tuệ của mình. Nó ngăn che dữ lắm. Nghe pháp để phát sinh trí tuệ mà tự nhiên cái sự cơn buồn ngủ đó nó đổ về. Nó ngăn che mình đi, mình không nghe được. Mà trong kinh Phật á, cái pháp đối trị cho cái hôn trầm thủy miên á, sự giả dưỡi mệt mỏi buồn ngủ á, quý vị biết là gì không? Là hai cái chi thiền. Đó là tầm và tứ. Tầm tứ á, là hai cái chi thiền. Mà tầm tứ á, cái nghĩa của nó là gì? Là cái sự gọi là hướng đến cái tâm mình, nó hướng đến cảnh là tầm. Và tứ là cái tâm mình nó quan sát cảnh, là nó suy nghĩ, nó quan sát cái cảnh đó. Thì cảnh đây gồm có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Mà mình thì đang sử dụng hai cái cảnh gì nè? Cảnh sắc là con, là đối tượng của con mắt. Cảnh thinh là gì? Là đối tượng của lỗ tai. Thì giờ phút này mình đang phát huy hai cái yếu tố này, là thấy và nghe. Ồ giỏi, thấy và nghe. Phải tập trung mới được. Thấy và nghe, và mình sẽ có khởi lên cái tâm là hướng đến đến cái cảnh mình thấy. Thí dụ như tập trung lên đây đó, cứ dòm lên sự chánh định đây là chúng ta đang có cái chi tầm. Rồi chúng ta tập trung lắng nghe là chúng ta có thêm cái chi tầm về cái thính. Rồi chúng ta quan sát. Quan sát, nhìn lên đây. Phải quan sát nữa nghe. Phải theo dõi quan sát sư chánh định đang giảng cái gì. Nó giống như là một con ong vậy đó. Mà nó thấy một cái bông. Quý vị cứ thử tưởng tượng
ra cái hình vuông mà con ong mà nhìn thấy cái bông, và nó mở hết tốc lực hai cánh để nó bay đến cái cây bồng đó, nó hướng đến cái bồng đó, thì theo quý vị con ong lúc đó nó buồn ngủ không? Không, thì nó buồn ngủ được, nó buồn ngủ nó bay qua luôn à, nó bay hút cái bồng sao? Hoặc là nó bay không trúng cái bồng đó, cho nên cái tâm trạng lúc bấy giờ con ong là nó hướng đến cái bồng, thì cũng giống như bây giờ quý vị hướng về sự chánh định đi, hướng thật mạnh về đây giống như con ong đang bay về đây đó, thì không bao giờ buồn ngủ. Rồi khi con ong đó nó đã đáp lên được cái bông rồi, thì cái nhiệm vụ thứ hai nó là gì? Là tứ tức là quan sát, thì nó sẽ ra vòng vòng cái bông đó để mà nó đưa cái kim của nó hút cái mật. Thì lúc này theo quý vị nó có buồn ngủ không? Không đó. Thì bây giờ quý vị cũng hướng về đây xong, quý vị mới quan sát sinh định để quý vị uống được những giọt pháp cam lồ, buồn ngủ không? Không đó, không, dứt khoát là chúng ta có hai cái chi pháp này thì muôn đời chúng ta cũng không buồn ngủ, mà nghe pháp tỉnh như sáo vậy đó. Tức là ngồi nghe mà tâm trạng của mình nó hoan hỷ, nó phấn khởi và nó sáng suốt, và nó không có cái sự giả dụi, mệt mỏi, buồn chán hay là buồn ngủ. Vì chúng tôi hay nói vui rằng là quý vị biết không, là trên thế gian này thứ nhất là không có cái tình nào bằng tình mẹ. Tình mẹ là cao quý nhất rồi trong tất cả các loại tình. Thứ hai là không có cái gì bằng nào bằng cái bằng lòng. Bằng lòng với những gì mình đang có là hạnh phúc nhất. Thứ ba là không có cái biết nào bằng cái biết điều hay biết đủ. Biết đủ, hay đó. Theo ở ngoài đời thì cái biết điều, nhưng mà trong đạo mình là phải là biết. Biết đủ mới là đủ, đợi đủ khi nào đủ. Hiểu câu này không? Biết đủ là một cái loại tài sản quý giá nhất trong tất cả các loại tài sản. Mình có bao nhiêu tài sản đi nữa mà không biết đủ thì vẫn thấy thiếu. Mà thiếu thì mong cầu. Mong cầu lúc được lúc không. Lúc được thì hỷ lạc phát sanh, vui vẻ. Mà lúc không thì sao? Buồn phiền sanh khởi. Như vậy, không có cái biết nào bằng biết biết đủ. Không có cái vui nào bằng vui vui gì? Vui đủ. Vui pháp. Không có vui nào bằng vui pháp, tức là nghe pháp để mà vui. Hay quá, cô này con cái gì cũng đủ hết trơn á. Cái này giống như trong dòng họ dư thừa thiếu, dư thừa đủ luôn á. Có ông hội đồng dư, ông sanh con ra ông đặt là đủ, rồi ông cháu ông đặt là thừa, mà cuối cùng cũng thiếu. Như vậy không có cái vui nào bằng vui pháp. Vui mà vui pháp mới là vui. Vui mà không pháp chôn vùi thế nhân. Vỗ tay. Quý vị cứ nghe chúng tôi mà xuống xề hay xuống rượu là cái vỗ tay. Nghe mà hạ giọng bắt đầu xuống là chúng ta bắt đầu vỗ tay. Và cuối cùng không có cái buồn nào bằng buồn ngủ. Vì buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không thà tà bữa nào. Nghe thì nó hài hước, dí dỏm, vui vẻ, nhưng mà ý nghĩa thâm sâu lắm quý vị. Vì sao vậy? Vì buồn ngủ là một cái trạng thái hôn trầm thủy miên, hay còn gọi một cái cách từ khác là chướng ngại pháp cho người tù. Bây giờ quý vị ngồi thiền mà buồn ngủ cũng không được, niệm Phật mà buồn ngủ cũng không được. Cho nên mình có cái bệnh buồn ngủ dữ lắm. Vì vậy mà có luôn cái bài hát Lên Chùa Ngủ Gục tặng quý vị cho con niệm vô. Ai lên chùa mà ngủ gục, bị sư phụ la cho. Ngài có nói năng chi, con cùng ngủ cho bằng được. Ai nói chi cùng mặc cả kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Ai lên chùa cùng ham ngủ, mỗi lần ngủ là say sưa. Bởi vì thế cho nên 3 giờ trưa chưa dậy,
bị sư phụ cầm gậy quất một mớ ba rồi. Ai lên chùa cũng mê ngủ, mỗi lần ngủ là mê say. Thuyền vượt sóng lên mây, đi vào trong cõi mộng, cho đời thêm vọng đồng, để cuộc đời trôi không. Ơn sinh thành của cha mẹ, nghĩa sư phụ cao thâm. Nguyện đem hết thân tâm, tu hành cho thành đạt, mai này sang cực lạc, trở về độ chúng sinh. Nguyện đem hết thân tâm, tu hành cho thành đạt, mai này sang cực lạc, trở về độ chúng sinh. Cảm ơn những tràng vỗ tay nhiệt tình của quý vị. Người ta hát dở mà vỗ tay lớn quá làm người ta mắc cỡ đó. Sao con? À, thầy hát thêm bài nữa đi, trời ơi. À, thầy sẽ hứa sẽ hát nữa, nhưng mà để thầy giảng chút xíu cho nó hết cái ý nghĩa của cái bài này xong rồi thầy sẽ hát tặng thêm bài nữa. Bây giờ quý vị hứa với thầy là muốn thầy hát thêm bài nữa thì phải ngồi nghe pháp với cái tầm và tứ. Hai cái trạng thái này là gì? Hướng tâm đến giảng sư, rồi quan sát theo dõi của giảng sư giảng cái gì, là mình nghe và hiểu được cái gì, là để mình hành trì theo. Hiểu ý chúng tôi không? Thì như vậy thì chúng ta sẽ không có cái cảm giác, cái trạng thái giả dụi, mệt mỏi và buồn ngủ. Hôm nay mình phải chiến thắng hôn trầm. Mình là đệ tử của Phật Thích Ca mà, dòng họ Sắc Cái Giá mà, là những chiến sĩ không. Mà chiến sĩ đây không phải là ở ngoài trận chiến diệt thù, mà chiến sĩ đây là việc cái gì nè? Việc phiền não trong tâm, việc cái giặc ở trong lòng mình. Mà giặc đó là gì? Tham sân si. Đó, mình mà thắng được cái tham sân si là mình trở thành dũng sĩ diệt phiền não. Ta nói chiến thắng ba quân không bằng chiến thắng chính. Chính gì? Chính mình. Trời ơi, giỏi quá. Chiến thắng chính mình mới là quan trọng. Người tu lo sửa lỗi mình. Đó. Lỗi người, người sửa, ta thời sửa chi. Tu thì sửa lỗi ta đi, lỗi ta không sửa, sửa chi lỗi người. Ai ơi quét rác tại lòng, đừng nên quét rác ngoài đồng thế gian. Tâm ta còn rác ngổn ngang, ngày đêm lo quét mới an cuộc đời. Rác đời ta quét cho vơi, bao giờ hết rác thảnh thơi an nhàn. Chuyện đời trả lại thế gian, đừng nên tiếc giữ sầu than cõi lòng. Rác đời ta quét cho xong, rác người người quét đừng trong nhà người. Tĩnh tâm soi xét lại mình, đã an, đã tịnh, đã bình hay chưa? Hay còn sớm nắng chiều mưa, vì danh vì lợi, sớm trưa muộn phiền. Xin thực hành đi chớ nói nhiều, tranh đi luận lại có bấy nhiêu. Pháp nào hợp ta là số một, thực tu thì mới gọi là siêu. Hiểu những cái ý chúng tôi vừa mới nói không? Là đi tu là để thấy mình. Đi tu không phải để nhìn người ta. Có nhiều người có cái bệnh nặng lắm, đã vô đây tu rồi không lo thấy mình mà lo đi nhìn người ta.
Còn có nhiều người còn ghê gớm hơn nữa. Đi tu là để thấy mình, đi tu không phải để rình người ta. Trời ơi, đi vô đây mà rình, rình với mò không à. Từ nay cố gắng tu thân, nói năng suy nghĩ hướng phần từ bi. Đau khổ chẳng gây làm gì, ân ân quán quán ly bì về sau. Vỗ tài. Nhân duyên kiếp này gặp nhau, nếu như không thể ngọt ngào thì thôi. Phận ai nấy giữ cho rồi, đảo lai không hẹn khỏi vài trả nhiều. Tùy thuận theo hoàn cảnh, không buộc theo ý mình. Giữ tâm không giữ cảnh, tâm bình thế giới bình. Vỗ tay tiếp. Nhiệm vụ mình phải làm đi chứ. Nhiệm vụ quên hoài à. Hứa chúng tôi rồi. Hứa rồi á nghe. Hứa rồi á, chứ mày hứa rồi đâu. Hứa rồi. Là hôm nay đến đây để mà nghe chúng tôi giảng, để quý vị có những tràng vỗ tay cho nó thêm cái phần sôi động, năng động, không có thụ động. Thật sự ra quý vị biết không, chúng tôi hay nói một câu rằng là một người nói giỏi không bằng một người giỏi lắng nghe. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Tại cái người nói á, cái người giảng á, thì họ năng động. Bởi vì họ hoạt động liên tục, đầu óc rồi miệng phải nói rồi diễn tả vân vân. Cho nên ở nơi đây thì cái sự hôn trầm thì miên họ không có. Với hai cái điều quan trọng nhất là gì? Là họ nói những cái điều họ thích, họ biết. Giống như những gì mà chúng tôi tâm đắc nhất, chúng tôi thích nhất, chúng tôi mới đem lên đây chia sẻ cho quý vị. Còn quý vị ở dưới nghe không có quyền chọn lựa. Hay thì cũng nghe, nhưng mà dở thì cũng phải nghe. Hay thì vỗ tay, dở cũng phải vỗ tay. Đó mới thể hiện được cái người có tu. Cái người có tu nó mới khác hơn người không tu. Cái người không tu ở ngoài, người ta khi nào những điều hay, điều phải, điều giỏi thì họ vỗ tay. Dở cái họ biểu môi, họ lắc đầu, họ chê. Đó là cái người không tu, người không hiểu đạo, họ chỉ mơ cái quả lành không. Còn mình bây giờ là cái người hiểu đạo rồi, thì chúng ta mơ cái nhân lành. Nhân lành là sao? Người ta tốt với mình tốt lại với họ là chuyện bình thường. Người ta không tốt với mình vẫn tốt với họ mới là người có tu. Thấy không nè? Người ta trách móc chửi mắng mình, cái mình giận lên cái mình chửi mắng lại là chuyện bình thường. Thấy không nè? Người ta chửi mắng mình, trách móc mình, mà mình vẫn nở nụ cười với người ta, thì đó là cái người có tu. Người tu dù gặp chuyện xui cũng không nản chí thối lùi, bởi vì người tu thấy được những gì người thường không thấy, bởi vì không tu. Thấy không? Bây giờ hát hay vỗ tay là chuyện bình thường, mà hát dở vỗ tay mới là điều đáng nói. Không phải đáng trách. Trời ơi, đáng nói, đáng khen. Vì mình người tu mình có cái lòng gì nè? Lòng gì? Từ bi, đúng rồi, thương người. Mà cái lòng từ bi thương người nó phải đúng với nghĩa của đạo Phật. Y chang như cái lòng từ bi của người cha người mẹ thương con vậy đó. Quý vị biết không? Cái người cha người mẹ thương con, cái lòng từ bi của người cha người mẹ thương con như thế nào, thì cái lòng từ bi của cái người tu Phật phải thương chúng sanh y chang như vậy. Mới có cái từ là Phật ái chúng sanh như ái tử. Là Phật thương chúng sanh như thương con của mình vậy đó. Thương là sao? Thí dụ trong một nhà có mấy người con, quý vị biết không? Cái người con nào xấu nhất, khổ nhất là cha mẹ thương nhiều nhất. Cái người con nào nghèo nhất, làm lũ nhất thì cha mẹ lại thương nhiều nhất.
Nó là như vậy. Ví dụ mình sanh ra có hai đứa con, một đứa con thì nó, xin lỗi nha, một đứa thì nó hoàn toàn lành lặn, có đứa thì nó tật nguyền. Thì theo quý vị, người cha người mẹ thương đứa con nào hơn? Đó, nó là vậy đó. Rồi sinh ra hai đứa con, một đứa thì nó thành đạt sự nghiệp, gia đình, tình yêu, cuộc sống, sự nghiệp đầy đủ hết. Còn đứa thì nó lại không đầy đủ, thiếu thốn đủ thứ. Thì theo quý vị, cha mẹ thương đứa nào nhiều? Đứa thiếu thốn nhiều, lam lũ nhiều, đứa cực khổ nhiều. Thì mình là người tu phải như vậy. Thay vì hát hay thì vỗ tay không nói, nhưng mà hát dở phải vỗ tay lớn hơn, để mà thể hiện cái lòng từ từ bi. Quý vị mà vỗ tay lớn hơn thì gì không? Khích lệ cái người hát dở. Thí dụ nãy chúng tôi hát cái bài đó quá dở, quý vị phải vỗ tay lớn hơn. Để chi vậy? Để có cái niềm động lực lần sau chúng tôi sẽ cố gắng hát hay hơn nữa. Bây giờ để chứng minh điều đó, chúng tôi xin tặng quý vị bài hát Giọng Cổ Vui. Nay vui ghê luôn ha, đó mới có bài Giọng Cổ Vui. Bài này nó được viết theo cái lời của cái bài Giọng Cổ Buồn. Chúng tôi muốn cho quý vị một cái thông điệp là giọng cổ buồn á là đời, giọng cổ vui là đạo. Mấy gọi có từ là gì? Đời khổ đạo vui. Thấy không nè? Đời ở ngoài kia khổ, đạo thì phải vui. Vì mình biết đạo rồi, không buồn chuyện trái ngang nữa. Mình không buồn chuyện trái ngang nữa thì mình vui hay buồn? Vui. Biết đủ thì không chi phải vội vàng. Mình vội vàng đi đâu mà vội mà vàng, mà dấp phải đá mà hoàng phải chân. Vội vàng dục tóc bóc dục luôn á. Không có vội vàng. Mình biết đủ rồi không chi phải vội vàng á. Cái thông thả thanh thản tự tại mà chúng ta sống. Chân thành mà sống, nhẹ nhàng mà buông bỏ. Cái người tu Phật chúng ta là vậy. Biết đủ không chi phải vội vàng, từ bi hỷ xả, lòng thanh thản, mà nghe lời Phật dạy, sống an khang. Bài hát Giọng Cổ Vui xin được bắt đầu. Quay về nghe pháp Phật nhiệm màu, kiếp sống lầm than bao nhiêu người buông tiếng khóc, tiếng mõ nhịp kêu thanh như dứt hết u phiền. Nghe tiếng thầy khuyên rằng con cố gắng tu hành, bây giờ con dứt bỏ u phiền, trở lại chùa xưa con suốt đời theo chánh pháp. Đức hạnh từ bi con tinh tấn mãi không rời, bỏ lại dòng sống mơ giải thoát nhân nào phiền. Người ơi kiếp sống như phù du, làm sao con thấy đặng an lành. Về đây nương giáo pháp thực hành, lành thay con giải thoát trần ai. Người ơi ngã chấp mê càng mê, càng thêm tham mái đọa luân hồi. Từ bi là lối sống chan hòa, cầu xin cho thế giới bình an.
Ai đã dũng tâm từ bi độ thoát trần gian đau khổ vương mang còn sải đắm hồng trần. Mai thai pháp Phật ra đời tự tâm khai mở hiển bày tình thương. Có tham mới có não phiền, về mà nghe Phật pháp dứt trừ trầm luân. Thấy quý vị vỗ tay ít quá, chắc là hát dở. Ý quên, hát hay chứ. Hát hay mới vỗ tay ít, mà hát dở mới vỗ tay nhiều. Lần sau phải hát dở chứ không hát hay nữa, phải không nè? Đúng như nãy quý vị nói rồi, lòng từ bi của nhà Phật là gì? Là thương cái người khổ hơn thương cái người sướng, đúng không nè? Trong gia đình như vậy, người cha người mẹ thương cái đứa con nào nó cơ cực hơn là đứa con nó sung sung sướng. Cũng vậy, hát dở thì vỗ tay nhiều hơn là hát hay. Cho nên nãy có thấy quý vị vỗ tay ít quá là biết mình hát hay rồi đó. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Như vậy thì mình biết đạo rồi, không buồn chuyện trái ngang. Chính vì mình không buồn chuyện trái ngang cho nên mình cũng không có sợ cái quả đó đến, mà mình chỉ sợ cái nhân thôi. Cái quả thì có quả vui quả khổ, đúng không nè? Nhưng mà nhân thì nó có cái nhân gì? Nhân thiện và nhân ác. Mình nên sợ cái nhân ác hơn là sợ cái quả ác. Vì sao quý vị biết không? Vì cái nhân á, mình sợ cái nhân ác để mình tạo cái nhân lành. Mà hãy tạo cái nhân lành thì chắc chắn sẽ có quả vui. Còn bây giờ mình tạo cái nhân ác rồi, mình ngồi mình sợ cái quả ác đó đến. Nó đến không? Đến. Cho dù bài dúc lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu không nơi nào thoát, quả sầu đã gieo. Chạy lên tới Ê Súp dùng cao nguyên đồi núi mênh mông mà trốn rồi thì quả nó cũng đến. Đúng rồi. Chạy trời mà không khỏi nắng. Cho nên bây giờ mình không có sợ cái quả, mà chỉ sợ cái gì? Nhân lành. Sợ cái nhân. Cho nên mới có một câu là Bồ Tát sợ gì? Sợ nhân. Chúng sanh thì sợ gì? Sợ quả. Mình lạ lắm, lúc mà làm nhân không sợ, lúc mà sân si chửi người ta chửi cho đã cái miệng, nhưng mà bắt đầu ngồi đó sợ cái quả. Mình thuộc cái dạng gì biết không? Chưa đánh được người á thì mặt xanh mày tía, mà đánh được người rồi á thì hồn vía lên mây. Đúng không? Trời ơi, cho đến được người sân si dữ lắm, hùng phùng mang trợn má lên rồi giơ tay múa chân rồi dữ lắm. Thầy ơi là thầy luôn hả? Nó như vậy đó, thầy nói trúng tim đen quá. Cho nên bây giờ ngồi ơi thầy ơi là thầy. Yeah. Nếu đã hiểu cuộc đời là tạm bỡ, chết mang theo chỉ có tội phước thôi. Ngay bây giờ đừng ảo tưởng xa xôi, lo làm phước để yên vui hiện tại. Phước dư lại nó sẽ theo ta mãi, không một ai có thể cướp của mình. Đó là cái điều rất là quan trọng. Gọi là phước báo, không ai có thể cướp đoạt được. Phước báo là một loại tài sản đặc biệt. Thứ nhất là đặc biệt gì? Chết mang theo. Còn tất cả những cái tài sản khác chết không mang theo. Nhưng mà phước báo thì mang theo. Điều thứ hai, các loại tài sản khác thì có thể bị người ta cướp đoạt, có thể bị hủy hoại bởi bốn cái nguyên nhân. Thứ nhất là gì nè? Bị hỏa hoạn. Thứ hai là gì? Lũ lụt cuốn trôi. Thứ ba là gì? Trộm cướp nó lấy. Thứ tư là gì? Vua hoàng tịch thu. Tài sản chúng ta là có thể bị mất mát bởi bốn nguyên nhân đó. Nhưng mà phước báo thì sao? Không thể cướp đoạt được. Lại nữa, Đức Phật dạy Bùn nhá Bá Ra Lô Cát Minh Bá Tích Tha Hòn Tí Ba Ní Năng. Cái nghĩa của câu tiếng Phạn này là gì? Phước báo là nơi nương nhờ của tất cả chúng sinh. Khi mà chúng ta gặp hoạn nạn, gặp rủi ro, gặp bất trắc, thì lúc bấy giờ chỉ có phước mới giúp được mình.
có phước, có phần thì chúng ta sẽ vượt qua. Lúc đó không ai giúp được mình hết. Mà trường hợp này chắc chúng tôi nghĩ chú Nghị chú đã trải qua rồi. Tức là chú có trải qua một cái sự cố rất là lớn. Thì lúc bấy giờ chúng tôi nghĩ chỉ có phước mới bào chở che được cho chú. Nếu không có phước thì bây giờ chắc là hương khói tùm lum hết rồi. Cho nên mình phải tin vào cái điều này. Phải tin vào cái điều mà chúng ta biết rằng là thiện ác buồn vui là do nhân lành cho quả lành, nhân ác cho quả khổ. Ta nói thấu muôn duyên thì không than phiền quán trách, ngộ vô thường thì buông xả tánh mặc nhiên. Mình thấu được nhân quả rồi thì không có than phiền quán trách gì hết. Vì sao nè? Ta sanh ra đời là để trả nghiệp. Sao nhiều người lại cứ thở với than, lại quán trách sao cuộc sống quá phũ phàng. Tội gì đâu mà cứ đài con mãi. Đã là người am hiểu lời Phật dạy, hãy chấp nhận với cuộc sống hôm nay. Khi nghiệp đến thì vẫn cứ giang tay, vui vẻ nhận vì nghiệp ta phải trả. Nó hay ở cái chỗ là gì? Giữa cái đau khổ nhận cái nghiệp và vui vẻ nhận cái nghiệp đó thì quý vị chọn cái nào? Vui vẻ mà nhận. Bởi vì vui vẻ mà nhận thì cái nghiệp đó nhẹ đi, nó bớt cái tác dụng đau khổ đi. Còn mà đau khổ mà nhận thì sao? Cái quả nó nặng lắm, nó trầm trọng hơn, nó lớn hơn. Chết rồi tiền của chẳng đem theo, đừng sợ cho đi hết của nghèo. Cho được càng nhiều thêm phước lớn, nhân nào quả nấy nó dẫn theo. Làm phước vốn lời thêm gấp bội, những người làm phước chẳng khi nghèo. Muôn ngàn bao kẻ gương trước mắt, phước đức càng nhiều quả chẳng đeo. Quan trái cởi ra chớ buộc vào, đời người tựa thể giấc chim bao. Hơn thua rồi cũng buông tay trắng, uổng kiếp đời ta mãi lộn nhào. Thế thường thù ghét tố tụng nhau, tranh chấp lợi quyền chỗ thấp cao. Gây nghiệp tạo nhân nhiều quả báo, lưng hồi đền trả mãi ra vào. Biết tu tha thứ tháo buông ra, mang kiếp làm người khổ lắm a. Dù nợ tiền khiên chi cũng bỏ, từ bi hỷ xả bỏ buông ra. Khẩu quyết của chúng tôi là gì? Chân thành mà sống, nhẹ nhàng mà buông bỏ. Danh lợi đến rồi danh lợi đi, ham chi một chút nhất hay nhì. Đêm nằm thao thức tâm điên đảo, hơn thua tranh chấp nhọc công lao. Quán thù chi để khổ lòng nhau, nghiệp xưa nghiệp nữa phải mang vào. Kiếp này kiếp khác luân hồi mãi, nợ nần gian díu khổ làm sao. Nghe lời Phật dạy hãy tu màu, giữ tâm trong sạch để khi nào ra đi nhắm mắt hồn thanh thản, không còn lo nghĩ chuyện lao sao. Chúng ta chung sức hãy cùng nhau dựng xây thế giới đẹp muôn màu, nơi ánh đạo vàng lan biển rộng, không còn thấy nữa cảnh thương đau. Ở đây chúng tôi khuyên quý vị, vật chất tiền bạc chỉ là phương tiện để giúp chúng ta sống, không phải là cứu cánh mục đích để chúng ta đạt được, để rồi chúng ta không mang theo. Đừng quá nô lệ đồng tiền, lu mờ đức tánh đảo điên cuộc đời. Biết đủ đạo đức sáng ngời, tâm hồn thanh thản, cuộc đời an vui. Nhìn xuống, nhìn tới, nhìn lui, thấy mình có phước là vui lắm rồi. Bởi trong cái cõi luân hồi, gieo nhân gặt quả, xa xôi là gì? Đạo Phật là đạo từ bi, lời giàn Phật dạy hãy ghi vào lòng. Đừng vì tham vọng lòng vòng, quên gieo phước đức, chỉ mong cầu tài.
Nhân quả không từ một ai, có phước cũng phải tiêu xài giản đơn. Đừng đua đòi tính thiệt hơn, sẽ gây tổn phước cô đơn lạnh lùng. Kiếp trước có tu mới được giàu, kiếp này sung sướng lại quên sao. Sống lo bòn chải tham nhiều quá, chết có mang theo được chút nào. Kiếp trước không tu mới chịu nghèo, kiếp này khổ não nó cứ đeo. Người ta răng rắc còn dư giả, ngó lại phận mình tuổi dân tèo. Kính thưa quý vị, thời gian đã 1 giờ đồng hồ. Chúng tôi chia sẻ một cái bài pháp tựa đề rất là đơn giản, đó là tạo phước hay cầu phước. Và chúng tôi muốn tranh cho quý vị một cái thông điệp là chúng ta đến chùa để tạo phước, chứ không phải để cầu phước. Người ta khuyên rằng là muốn có phước thì tự mình phải tạo. Từ việc làm cho đến hành vi, trong thân tâm không thủ đoạn so bì, sống chánh chơn, cuộc đời ngay thẳng. Phải nhớ, muốn có phước tự mình phải tạo. Phước này nếu mình không tạo mình không có. Cầu thì không bao giờ được, mà tạo thì chúng ta sẽ được. Như câu chúng tôi hay nói là gì? Nhân duyên gieo tạo khỏi cầu, tùy duyên là để đối đầu khó khăn. Duyên đến thì nên kết, mà duyên hết thì nên buông. Ti vuông mà tròn, làm sao không tự tại. Dạng pháp do duyên, dạng sự tùy duyên, cứ an nhiên mà sống. Thôi thì bài giảng đến đây cũng vừa phải lẽ với thời gian. Quý vị cho phép chánh định được khép lại. Hẹn quý vị một dịp sau trở lại sẽ chia sẻ Phật pháp đến quý vị. Mong rằng trong thời giảng vừa qua nếu có điều chi sơ sót, mong trên là thượng tọa trụ trì cùng đại chúng niệm tình hỷ xả cho. Trước khi dứt lời, cho phép chánh định nói lời tri ân đến thượng tọa trụ trì cùng toàn thể đại chúng đã cho chánh định một khoảng không gian thời gian vô cùng tuyệt vời để hoàn thành sứ mệnh bài giảng hôm nay. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, thành công trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.